Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 10, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội nghị trực tuyến với 68 điểm cầu về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Gặp mặt trực tuyến toàn quốc với đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19 hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng. Thưa quý vị, để kịp thời biểu dương những người đã đóng góp công sức rất lớn, hy sinh những riêng tư của cá nhân gia đình để đến những khu vực khó khăn nhất, vùng tâm dịch để giúp đỡ, cứu chữa bệnh nhân COVID, góp phần quan trọng để Việt Nam từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh. Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt trực tuyến biểu dương lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân dự điểm cầu Quảng Nam. 5 tháng qua là thời gian khó khăn, thử thách lớn nhất của ngành y tế trong ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cùng với hàng trăm ngàn thầy thuốc tại các địa phương, hơn 20.000 cán bộ y bác sĩ, lực lượng tình nguyện chi viện đã kề vai sát cánh cùng với các lực lượng dũng cảm vào vùng dịch Việt Nam. Hàng vạn bệnh nhân nguy kịch được cứu sống từ sự hy sinh thầm lặng này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19. Hiện nay tình hình dịch tạm lắng xuống, Chính phủ gặp mặt những y bác sĩ, tình nguyện viên tiêu biểu, những người đã hy sinh đóng góp sức lực trong suốt 4 đợt dịch kéo dài 2 năm qua. Đây cũng là thời điểm để đánh giá lại những ngày tháng khốc liệt dịch bệnh, phân tích cụ thể hơn từ các nhà khoa học, nhà quản lý để có cái nhìn toàn diện, cụ thể, áp dụng tốt hơn khi có tình huống khẩn cấp của đất nước. Chính phủ không thể gặp hết được lực lượng tuyến đầu từ Bắc vào Nam, trân trọng và biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu, tôn vinh những người hy sinh, nỗ lực vượt khó khăn trong công tác chống dịch. Kinh tế xã hội đất nước đang dần phục hồi, người dân và chính phủ đã phần nào yên tâm trở lại trạng thái bình thường. Đây là công sức rất lớn của lực lượng tuyến đầu cả nước. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 68 điểm cầu về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ thời gian còn lại trong năm. Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. 9 tháng năm 2021, tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân cả nước gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng. Vượt qua những khó khăn, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Đến tháng 9 năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra hơn 26.450 tổ chức đảng và hơn 13.280 đảng viên. Qua đó kết luận 58 tổ chức đảng và 1.030 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 142 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai những nhiệm vụ quan trọng những tháng còn lại của năm 2021, nhấn mạnh đến công tác tập trung, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm về phòng chống tham nhũng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Việt Cường và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Hiệp Đức để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Định hướng phát triển huyện Hiệp Đức trong giai đoạn tiếp theo. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Huyện ủy Hiệp Đức, trong năm 2021, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt trên 30 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%. Huyện ủy Hiệp Đức kiến nghị một số vấn đề như điều chỉnh lại nguồn thu phát sinh từ thủy điện, nguồn thu tiền sử dụng đất để huyện có nguồn đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Về phát triển đô thị, huyện cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng thị trấn Tân An và đô thị Việt An đạt chuẩn đô thị loại 5, xây dựng một số tuyến giao thông kết nối liên huyện. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao những cố gắng nỗ lực trong công tác lãnh đạo điều hành của tập thể cán bộ lãnh đạo huyện Hiệp Đức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường định hướng một số nội dung. Theo đó, huyện Hiệp Đức
cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hiệp Đức cần xây dựng tầm nhìn chiến lược, tập trung quy hoạch quản lý đất đai, ưu tiên cho nhiệm vụ đột phá, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch trung tâm xã, thị trấn, các khu điểm dân cư nông thôn mới đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Hiệp Đức cơ bản thành huyện nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Huyện ủy Hiệp Đức lần thứ 9 đã đề ra. Các thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo sơ bộ từ ngày 12 tháng 10 đến nay, huyện Phước Sơn ghi nhận 153 ca dương tính với SARS-CoV-2 và hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Hiện ngành y tế đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch và truy vết hơn 1.000 F1, đồng thời tiến hành xét nghiệm diện rộng trên địa bàn huyện. Điều đáng nói, những ngày vừa qua trên địa bàn Phước Sơn có mưa lớn làm cô lập xã Phước Lộc, nên công tác vận chuyển 40 ca dương tính tại đây gặp khó khăn. Trước tình hình đó, huyện Phước Sơn kiến nghị với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh có phương án thông đường sớm nhất để tạo điều kiện vận chuyển 40 ca dương tính đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời, đồng thời tăng cường nhân lực để thần tốc truy vết xét nghiệm, khẩn trương bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng, tiến hành mở rộng tiêm chủng COVID-19 diện rộng và nhất là với một số xã nằm trên trục đường Hồ Chí Minh nhằm chủ động tầm soát dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, vaccine tiêm sớm nhất được xem là vaccine an toàn nhất. Chủ trương này đã được các huyện miền núi Quảng Nam triển khai quyết liệt, nhất là trong những ngày gần đây khi số ca mắc COVID-19 ở huyện miền núi không ngừng gia tăng, thì công tác tiêm phòng vaccine tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt hơn bao giờ hết. Phóng sự vừa được thực hiện sáng nay tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Trời vừa ngớt mưa, anh Blinat đã đến trung tâm xã Ba Lê để tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Khi thông tin tại khu vực các huyện Phước Sơn, Nam Giang xuất hiện nhiều ca dương tính COVID-19, anh Nat rất lo lắng. Nhưng khi được tiêm vaccine Verocell, anh Nat cũng như 600 bà con cơ tu ở xã Ba Lê rất yên tâm. Hôm nay được tiêm em thấy rất chi là may mắn được tiêm sớm hơn quý vị. Bác sĩ hướng dẫn rõ ràng, đo huyết áp, đồ khám sức khỏe rồi khám sàng lọc với khâu tiêm. Em thấy rất là yên tâm. Đây là đợt thứ 11 huyện vùng biên Tây Giang triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Mặc dù vừa khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua, song huyện vùng biên này quyết tâm tiêm đủ 2.500 liều vaccine trước ngày 20 tháng 10. Đi liền với đó, Tây Giang cũng đẩy mạnh truyền thông, tăng cường kiểm soát, khống chế, không để dịch COVID-19 từ bên ngoài lây lan vào địa phương. Làm cả trưa, có thể thậm chí chúng tôi sẽ thực hiện và tiêm vào cả đêm để làm sao đó. Cái việc mà phủ cái tỷ lệ là một trong cái thời gian ngắn nhất và an toàn nhất. Công tác truyền thông làm sao đó người dân nhận thức trong công tác phòng chống dịch cũng như là công tác tiêm chủng đạt kết quả cao nhất. Có tuyến đường Hồ Chí Minh đi ngang qua lại chung hơn 50 km đường biên với huyện Cà Lùm, tỉnh Sê Công, Lào, nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài là rất cao. Song nhờ chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, rồi triển khai quyết liệt nhiều giải pháp từ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến tiêm chủng vaccine. Đến thời điểm hiện nay, Tây Giang mới là địa phương vùng xanh an toàn. Và hy vọng với việc tiêm vaccine quyết liệt như hiện nay, huyện vùng biên này tiếp tục giữ vững thành trì chống dịch an toàn ở khu vực miền núi Quảng Nam. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự, tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Trong 9 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh gặp nhiều khó khăn. Các hoạt động chủ yếu được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã vận động và triển khai 18 dự án do 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ với tổng giá trị giải ngân gần 8 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Bun Pi Mai Lào 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang theo học tại một số trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh. Trong quý 4 năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tập trung thực hiện các hoạt động chính như tổ chức đại hội Hội hữu nghị Việt Lào nhiệm kỳ 2021-2026, giao lưu kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Lào, khảo sát lập dự án cơ hội và vận động tài trợ cho các chương trình dự án tại tỉnh. Hôm nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2021.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 đồng chí thuộc các chi đảng bộ, cơ sở trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề là những nội dung cơ bản được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng đảng, đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó giúp đảng viên mới xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức đảng, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu rèn luyện bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tiến hành tuyên truyền biển đảo và trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Hải Bắc và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại hai địa phương nói trên, đại tá Lê Huy Sinh, chính ủy Vùng Cảnh sát Biển 2 và đồng chí Mai Thị Thu, phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã trao 200 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng với 5.000 khẩu trang y tế, 500 lá cờ Tổ quốc. Cũng trong dịp này, cán bộ của hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền chống đánh bắt hải sản trái phép cho bà con ngư dân trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân mà Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết thực hiện trong 2 năm qua tại thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự trước đây về những bài viết bình luận trên mạng xã hội Facebook với nickname Linh Hữu Thoại là linh mục phụ tá giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, mang tính xuyên tạc công tác phòng chống dịch bệnh của Đảng nhà nước, cụ thể là liên quan đến quỹ vaccine. Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định số 04/QĐ-XPV-PHC về xử phạt vi phạm hành chính với ông Đinh Hữu Thoại về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Trước đó, ngày 18 tháng 6 năm 2021, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Đinh Hữu Thoại với địa chỉ ID 18495920 có tích xanh được cơ quan chức năng xác định là của ông Đinh Hữu Thoại có cung cấp thông tin sai sự thật với nội dung quỹ vaccine là quỹ lừa đảo, kẻ lừa đảo thì mang tiền đi gửi nhà băng lấy lãi, kẻ bị lừa thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Kèm theo đó là ảnh chụp bài viết trên trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế có nội dung Thủ tướng, quỹ vaccine COVID-19 là quỹ của sự nhân ái, tinh thần đoàn kết và trái tim kết nối trái tim. Bài viết bình luận có nội dung thông tin sai sự thật trên đã gây bức xúc dư luận và vi phạm quy định của pháp luật trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Đáng chú ý, sau khi ông Đinh Hữu Thoại đăng tải thông tin sai sự thật, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã 3 lần có giấy mời đến làm việc, nhưng ông Thoại viện cớ nhiều lý do khác nhau để vắng mặt không hợp tác. Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thoại. Cái ảnh hưởng của những cái bài phát biểu này mà không đúng sự thật à, xuyên tạc như vậy thì trong thời điểm này cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Còn cái việc mà trước khi xử phạt mà mời lên như thế thì rõ ràng là cái chính sách pháp luật của nhà nước mình là quá tuyệt vời rồi. Đã cho anh thoải mái, mời anh lên để làm việc, để đối thoại, để anh lý giải làm sao anh lại phát biểu như thế. Mời là để cho anh thể hiện đấy. Mà anh tự tước đi quyền đó là xử phạt thôi. Theo quyết định xử phạt, hình thức xử phạt chính là phạt tiền với số tiền xử phạt là 7.500.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook. Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2021 và số tiền phạt cá nhân phải nộp tại kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Đây là quyết định thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi sai phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Mời quý vị đến với các thông tin về an toàn giao thông. Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt 299 trường hợp với tổng số tiền 2 tỷ 161 triệu đồng. Về phương tiện vi phạm các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 22.500.000 đồng.
Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện 17.087 trường hợp vi phạm, ban hành quyết định xử phạt 15.702 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu 17.139.000.000 đồng, tước 1.023 giấy phép có thời hạn, tạm giữ 4.163 phương tiện giao thông vi phạm để xử lý. Thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, trong 3 tháng cuối năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác toàn tỉnh tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả các kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng hóa quá tải trọng đến hết năm 2021, tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera an ninh. Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông làm chết 100 người, bị thương 87 người, thiệt hại tài sản khoảng 1,706 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông tăng 9 vụ, giảm 2 người chết, giảm 5 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 132 vụ, làm chết 99 người, làm bị thương 87 người, hư hỏng 44 xe ô tô, 136 xe mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 1,706 tỷ đồng. Qua thống kê cho thấy, tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm về số người chết và bị thương, nhưng chưa thực sự bền vững. Thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao. Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, 3 tháng cuối năm 2021, trong điều kiện thời tiết mưa bão, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nhất là tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, mà trọng tâm là vai trò chủ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và thanh tra giao thông. Hơn 60 cán bộ hội viên ở các chi hội cơ sở hội nông dân thành phố Tam Kỳ vừa được tham dự buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ hội viên được tuyên truyền viên Phòng Cảnh sát Giao thông truyền đạt nhiều kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, văn bản pháp luật quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thay cho các cách tuyên truyền truyền thống, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chuẩn bị nhiều hình thức trực quan tăng cường tương tác với đối tượng tuyên truyền thông qua việc hỏi đáp kiến thức, tình huống, tạo điều kiện để các hội viên nông dân trao đổi, thảo luận về các chủ đề liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.